Chào mừng anh em đến với kênh Đam Mê Năng Lượng. Để tiếp tục video là trả lời các câu hỏi của anh em có viết comment như thế này: em tính đầu tư 4 bình Yamato để sử dụng hệ 24V, chủ yếu em xài về đêm tầm 200W đổ lại, và em có 2 tấm pin 170W, không biết ban ngày sạc đầy nổi không ạ? Em sử dụng sạc 30A BBKM, mong anh hỗ trợ ạ. Chúc anh sẽ nhiều người biết đến kênh anh để mọi người không thắc mắc về điện năng lượng mặt trời. Dạ xin cảm ơn anh. Rồi, anh muốn đầu tư 4 bình Yamato, anh có 2 cái tấm pin 170W và cái con sạc 30A như thế này thì nó điều khiển là 340W pin, 2 tấm pin công song song là phù hợp rồi anh ạ ha. Rất ok rồi. Nhưng mà anh có nêu ra là anh sử dụng về đêm sử dụng tầm 200W. Không biết là 200W giờ hay là tổng thời gian sử dụng về đêm của anh chỉ có 200W thôi. Đó, nếu mà tổng sử dụng về đêm của anh á ha, ban đêm anh sử dụng chỉ từ đầu giờ đến cuối giờ tầm chỉ có là 200W điện thôi. Thì thật ra một và hai cái bình Yamato vậy nó cũng dư sức rồi anh ạ. Một cái bình vậy nó chứa 300W điện nè, mà anh sử dụng có 200W thôi. Theo tôi nghĩ một cái bình nó cũng dư rồi ha, chứ không cần đi bốn cái. Còn nếu mà trường hợp anh muốn đầu tư 4 cái bình như thế này mà anh sử dụng 200W giờ về đêm á, thì nó không đủ nha anh. Đó, 200W giờ thì một tiếng đồng hồ anh sử dụng 200W thì nó khác. Mà không biết cái tổng thời gian sử dụng anh về đêm chỉ có 200W á, thì theo tôi nghĩ một cái bình này nó đã dư rồi, đáp ứng rồi. Đó. Còn đối với 340W pin á, thì một ngày nắng tốt nó cũng sản sinh ra trên một ký rưỡi điện, mà 4 cái pin như thế này á, nó lưu tối đa chỉ được 1,2 ký điện thôi, nên anh có 340W pin á, thì nó dư sức nạp đầy 4 cái pin của anh. Nếu mà ban đêm anh xài hết cái lượng điện trong cái pin này, mà ban ngày á thời tiết mà có nắng tốt á thì sạc tầm từ 1 đến 2 giờ trưa là nó đã đầy rồi. Còn nếu mà những ngày mà nắng mưa xen kẽ thì nó cũng vừa đủ sạc no 4 cái bình của anh luôn. Đó là như vậy ha. Qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh để anh tham khảo ha. Không biết là cái tổng thời gian sử dụng anh 200W hay là 200W giờ. Nếu mà anh sử dụng 200W giờ, 4 cái bình này anh sử dụng về đi mà 200W giờ là nó thiếu nha anh, thiếu rất là nhiều. Rồi, như vậy nha anh, xin cảm ơn anh rất nhiều. Tiếp theo câu hỏi, anh cho em hỏi, em có tấm pin năng lượng mặt trời, ban ngày dâm không nắng mấy, em nhìn nghiêng từ xa, thấy dòng gì xung quanh tấm pin vậy có sao không? Và bị ảnh hưởng gì không? Rồi, qua cái câu hỏi của anh thì tôi có vài thông tin cá nhân riêng của tôi chia sẻ với anh như thế này, không biết có đúng hay không. Nếu mà anh em nào có kinh nghiệm và có cái từng trải và hiểu biết hơn thì hãy bổ sung thêm bằng cái cách bình luận, comment dưới phần bình luận video này ha. Đó thì tất cả cho các tấm pin luôn. Đó thì những cái tấm pin mới nha. Đó, những cái tấm pin mới thì nó có những cái vết dầu lon trên bề mặt tấm pin, bề mặt tiếng. Theo tôi nghĩ nha, cá nhân riêng tôi nghĩ cái đó là chắc có lẽ là cái dầu hôi đó anh em. Dầu hôi có thường hay gọi là dầu lửa, tại vì theo tôi biết á, tại vì tôi có cắt kiến này tôi biết. Khi mà cắt kiến á thì thường thường người ta hay dùng những cái dầu hôi á để mình cắt cái bề mặt cái tấm kiến, nó làm sạch bề mặt tấm kiến và cắt nó sẽ trơn tru hơn, là như vậy ha. Nên nó còn dính lại những cái vết dầu lon. Nên những cái tấm pin mới ở đây nè, tôi lắp tất cả những cái tấm pin, không riêng á các tấm của tôi nha, thì ở đây là tôi lắp dầm dầu nhiều lắm, tôi lắp dùm không à, pin mà mới khui thùng ra lắp lên rồi mình nhìn nghiêng nhìn ngửa nhìn thẳng gì mình cảm thấy nó có cái vết dầu mà lon đa màu sắc luôn, như là cái đống móng trời gì đó anh em à. Đó thì khi mà tấm pin mới ha, mưa xuống hoặc có một xuống thì nó còn đọng nước lên, nó không chịu tuột. Nếu mà tuột sạch nước á, là những tấm pin qua thời gian sử dụng tầm 4-5 tháng trở đi. Đó. Còn đối với những cái tấm pin mà mới lắp lên, mới khui thùng lắp lên ra một vài tháng, dầu mưa đi. Mưa đi chăng nữa, mưa ha, hoặc là mưa ha có mùa xuân thì mình lau sạch nước nhưng mà vẫn còn vết nước trong tấm pin không bao giờ sạch. Như pin tôi ở đây ha, nếu mà tôi lắp cái tấm pin mới lên, bây giờ tôi nghiêng thẳng đứng vậy luôn. Đó, có hạt mưa nhưng thẳng đứng không bao giờ tụt nước, nó vẫn còn đọng nước trên cái bề mặt tấm pin, cái do cái vết làm cái vết dầu hôi á, nó bám dính trên đó. Đó, lúc nào cái tấm pin mới nó cũng bám nước
Đó, giờ mình lau nó cũng vẫn còn cái vết nước trên bề mặt nó pin, chỉ có qua thời gian sử dụng là tầm 5 6 tháng đi, thời gian rất là lâu. Đó, làm gì nó bốc nó bay hết cái vết dầu cái vết dầu trên cái tấm kiếng bề mặt tấm pin á, nó sạch cái đó rồi á. Thì mưa hay là có gì thì mình nghiêng nó mới sạch thôi. Chứ còn nếu mà những cái tấm pin mới á, thì hồi nào mình cũng thấy hết, thấy những cái vết lon, cái vết dầu lon trên bề mặt tấm pin hết, tấm nào cũng vậy hết, mà pin mới nha. Chứ còn nếu mà pin cũ, nếu mà trường hợp pin của anh mà pin cũ nhưng mà anh nhìn nghiêng nhìn ngửa gì á, mà anh thấy có vết lon vậy á, thì anh hãy kiểm tra lại, thì tôi không rành cho lắm ha, không biết cái pin nó có bị gì hay không thì tôi không rành. Còn nếu mà pin mới đó, pin anh mới mua đây chỉ một vài tháng sử dụng mà anh nhìn nghiêng hay nhìn ngửa anh thấy cái vết lon đó, đó là cái hiện tượng bình thường thôi, đó là theo tôi nghĩ là cái đó là cái dầu hôi á, đó cái dầu hôi trong khi mà quá trình ta sản xuất cái ta cắt cái tấm kiếng trên pin á, người ta có thể là cái dầu hôi á, dầu lửa đó đó, người ta rửa sạch cái pin để ta cắt kiếng thôi đó, thì nó còn đọng lại, nó còn dính nó lon trên đó, nó dính trên cái tấm kiếng đó. Khi mà mình về á thì đó mình phải lau chùi làm sao cho sạch cả, mình phải tẩy hết cái dầu đó cả đó, nó mới mình nhìn nó mới hết hết cái dạng như có nó lon 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 như cái vết dầu đó là vậy. Rồi mưa á nó sẽ tụt nước nó sạch hơn. Còn nếu mà còn những cái bọn cái vết dầu đó thì lúc nào mưa như tấm pin mình đặt nghiêng đặt đứng như vậy mà tạt nước vô thì nó vẫn là bám nước trên cái tấm pin, không bao giờ nó tụt sạch đó, là như vậy. Rồi qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh để anh xem lại cây có đúng như tôi nói hay không nha. Nếu mà pin anh á, pin mới á thì cái hiện tượng đó là bình thường không có gì hết, xài thời gian qua 5 6 tháng đi thì nó sẽ hết liền đó. Còn nếu mà trường hợp pin anh đã qua một vài năm sử dụng rồi nhưng mà anh vẫn thấy có cái vết lon, có cái hiện tượng như là cái vết lon gì thì tôi không rành, thì anh hãy kiểm tra lại xem như thế nào ha. Rồi qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh, xin cảm ơn anh. Tiếp theo câu hỏi, sạc BKM sạc cho pin Lightbulb 4 có ảnh hưởng gì không ạ? Dạ không anh ạ, tại vì có những cái loại sạc này, không riêng những cái sạc này nha, đó có những cái dòng sạc BKM, cái loại khác, thương hiệu khác, nó có chế độ sạc cho pin Lightbulb 4. Nếu mà anh mua những cái con sạc BKM này về sạc cho pin Lightbulb 4 thì anh hỏi kỹ lại với shop là anh muốn dùng những cái con sạc BKM mà sạc cho pin Lite 4 để shop biết được và nắm cái thông tin anh là những cái sản phẩm anh cần dùng sạc cho cái gì, thì shop sẽ lựa chọn những cái sản phẩm đó bán cho phù hợp để anh sạc nó sẽ không ảnh hưởng đến pin ha. Ví dụ tôi xin nêu lên vài cái thông tin như cái con sạc này để cho anh nắm ha. Đó thì ở đây nè, ví dụ như đây là cái con sạc này á, B01 là sạc cho pin axit chì ha, các loại bình nước bình khô á. B02 á, thì sạc cho pin lithium ion ha. B03 là sạc cho pin Lightbulb 4 ha. Đó thì không những cái con sạc này và những cái con sạc khác nữa thì nó có cái chế độ sạc cho pin Lightbulb 4, nhưng mà anh muốn mua thì anh phải hỏi kỹ shop lại. Nếu mà không phải sản phẩm này thì anh muốn mua những cái bộ sạc BKM đó về sạc cho pin Lite 4 thì shop sẽ bán và dặn dò cho anh sẽ chọn cái chế độ máy sạc cho pin Lite Build 4 ha anh. Đó thì những cái loại sạc này sạc cho pin Lite 4 nó có cái chế độ sạc cho pin Lite 4 thì không ảnh hưởng cho pin nha anh. Rồi qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh để anh yên tâm mà sử dụng ha, xin cảm ơn anh. Tiếp theo câu hỏi, cho em hỏi sạc BKM 24V giá bao nhiêu tiền anh? Dạ tôi thì không có kinh doanh những cái sản phẩm pin năng lượng mặt trời này. Nếu mà anh muốn biết giá cả chính xác thì anh có thể là lên Shopee hoặc là Lazada, thì anh có thể là anh search cái từ tìm kiếm là sạc điều khiển sạc năng lượng mặt trời BKM thì nó hiện thị ra rất là nhiều các dòng sản phẩm, những cái dòng sạc BKM đó, thì anh có thể là tham khảo cái giá cả người ta đã có ghi rõ ràng ở trên đó và những cái thông tin thông số những từng loại sạc rất là cụ thể, thì anh tham khảo anh thấy loại nào phù hợp túi tiền thì anh có thể là mua về sử dụng đó. Thì riêng hiện nay tôi thấy những cái con sạc như thế này thì giá cả nó trên dưới 200 ngàn. Cái loại sạc này thì nó cũng có đa chức năng để lựa chọn mình sạc ha, nó cũng rất là phổ thông, anh em cũng hay là lựa chọn tại vì nó phù hợp với cái túi tiền. Những mà anh em mà
Nếu mà mình không nhất thiết và bỏ ra một cái số tiền nhiều để mình có được cái con sạc đặc biệt hơn, thì mình bỏ ra cái tầm tầm khoảng trên dưới 200 ngàn thì cũng có con sạc BWM 30A này, thì nó cũng là xịn sò đối với cái giá tiền tầm tầm là trên dưới 200 ngàn rồi. Thì anh cũng có thể là tham khảo qua các ứng dụng bán hàng Sen Đỏ, Shopee, Lazada, đó đều có bán tất cả những cái sản phẩm này. Bây giờ toàn là buôn bán online không, nó rất là dễ mua dễ bán. Nếu anh ưng ý thì anh có thể mua về sử dụng ha. Rồi qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh để anh tham khảo thêm ha. Rồi cái video của tôi đến đây cũng xin tạm dừng. Xin chân thành cảm ơn anh em rất nhiều.